tế Hậu Giang bàn giao thiết bị y tế cho đơn vị Châu Thành và Châu Thành A nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tọa đàm mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tổ chức, hướng mở cho người dân đồng bằng sống chung với hạn mặn. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện đến năm 2020 cho huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A. Trong đó cập nhật đầy đủ những ảnh hưởng của tình hình xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu để làm cơ sở tính toán các chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Chủ trì hội nghị có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, định hướng đến năm 2020, kinh tế huyện Vị Thủy tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ công nghiệp và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7 đến 7,5% một năm. Đối với huyện Châu Thành A, phát huy lợi thế của khu công nghiệp tập trung Tân Phú Thạnh, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có lợi thế như chế biến nông sản, giày da, may mặc, thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, theo đánh giá các định hướng phát triển, quy hoạch mà đơn vị tư vấn đưa ra chưa phù hợp với tình hình thực tế và các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của hai huyện Vị Thủy và Châu Thành A. Trên cơ sở đó, ông Lữ Văn Hùng đề nghị đơn vị tư vấn phải dựa vào quy hoạch tổng thể chung để nghiên cứu, điều chỉnh trước ngày 15 tháng 4. Cũng trong sáng nay, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tổ chức bàn giao thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành và Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A. Dự lễ bàn giao có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, mỗi đơn vị được tiếp nhận một hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tổng giá trị 3 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ, giúp cho công tác điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện tuyến huyện kịp thời và hiệu quả. Tại đây, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị các đơn vị được nhận thiết bị khẩn trương đưa vào sử dụng có hiệu quả, đảm bảo duy trì tuổi thọ thiết bị, phát huy tối đa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trước đó, tại buổi làm việc với các sở ngành và địa phương về việc triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên toàn tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo điều tra yêu cầu tăng cường hỗ trợ địa phương sớm hoàn thành cuộc tổng điều tra, làm cơ sở để đánh giá, xây dựng kế hoạch chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện thu thập số liệu của cuộc tổng điều tra là 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2016. Tại Hậu Giang đã tiến hành triển khai cho các xã phường thị trấn việc lập bản kê hộ điều tra, phân chia địa bàn và nghiệm thu bước lập bản kê. Đến nay, thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A đã cơ bản hoàn thành việc lập kê nghiệm thu trong thời gian tới. Các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành vào ngày 25 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Tiểu ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang do ông Nguyễn Hữu Tình, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Long Mỹ. Qua kiểm tra, ngoài đánh giá cao công tác tuyên truyền ở địa phương, ông Nguyễn Hữu Tình lưu ý địa phương bám sát kế hoạch, lắp đặt các cụm pano áp phích tuyên truyền cho cuộc bầu cử, tăng cường tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền bầu cử bằng ngôn ngữ tiếng Khmer trong đồng bào dân tộc tại các điểm chùa, khu dân cư nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong khi đó, tại huyện Phụng Hiệp, đợt bầu cử lần này, huyện sẽ tổ chức 256 tổ bầu cử. Tuy nhiên, theo thống kê, có hơn 80% tổ bầu cử phải mượn tạm nhà dân và các điểm trường học do nhà thông tin ấp không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện đi lại và diện tích sân bãi thông thoáng để cử tri đến bầu cử.
Thưa quý vị, để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, các địa phương trong tỉnh đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử. Riêng đối với vùng sâu vùng xa, công tác này cũng luôn được đặc biệt chú trọng bằng mọi hình thức thực hiện thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong những ngày này, hình ảnh anh Đặng Văn Trường cầm chiếc loa tuyên truyền đã trở nên quen thuộc với người dân sống ven hai tuyến kênh 1000 thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng. Do ấp Mỹ Thạnh chưa có đường giao thông nên anh Trường đã tự bỏ ra tiền túi mua xăng chạy xuồng để giúp người dân hiểu sâu ý nghĩa và trách nhiệm đối với ngày bầu cử các cấp. Chủ yếu nội dung chính cho bà con là cho bà con biết là đại biểu này rất quan trọng với đất nước so với cái sự phát triển của đất nước hiện nay. Để người bầu ra những người mà đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình. Đối với bà con tại ấp Mỹ Thạnh, thì việc làm của anh Trường như viết cầu nối để bà con tiếp cận với thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử được gần hơn. Là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mình tuy dù ở vùng sâu vùng xa mà nhờ được cái lo này mình biết được cái ngày bầu cử rồi thấy được cái trách nhiệm của quyền làm chủ của mình để đi bầu cử hội quốc hội với hội đồng các cấp. Liên hệ chặt chẽ với cử tri. Hiện nay xã Tân Phước Hưng có 9 ấp với 13.000 người, trong đó có khoảng 2 đến 3.000 hộ dân sống rải rác ven các kênh và ven đê bao nông trường mùa xuân. Vì thế, ngay từ đầu, Ban tuyên truyền bầu cử xã Tân Phước Hưng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến những nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Những cái là coi như nó là ấp là coi như nằm trong cái địa bàn là ở 1.000 và 2.000 đó, thì đằng này đó thì sẽ triển khai giờ họp nhóm, giờ họp tổ, giờ kể cả là coi như lo và phóng thanh để cho bà con ông bác giờ có cái ý thức. Từ một chiếc loa và một chiếc xuồng là những hình thức tuyên truyền đã được cán bộ này sử dụng có hiệu quả trong nhiều năm nay. Với cách tuyên truyền trên đã giúp người dân tiếp cận thông tin về ngày bầu cử được rõ hơn, qua đó để mọi người chọn ra những người đủ tài, đủ đức, phục vụ cho quê hương đất nước. Quý vị, như thông tin chúng tôi liên tục cập nhật nhiều ngày qua, trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp như hiện nay, trong đó đáng chú ý, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt và lấn sâu vào vùng chưa bao giờ xảy ra mặn như là Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, nơi được xem là vùng ngọt với lượng phù sa bồi đắp của đồng bằng sông Cửu Long, đã trở thành vấn đề cần được tính toán kỹ càng trong việc ứng phó. Ngoài chủ động đầu tư hệ thống thủy lợi thì thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn giống cây trồng thích hợp trong canh tác cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Cũng chính vì lý do đó, vào tối qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cầu truyền hình với chủ đề Mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, được trực tiếp tại thành phố Cần Thơ với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi và gợi mở nhiều hướng đi để người dân sống chung an toàn với hạn mặn. Ở thành phố Cần Thơ hay như là Vĩnh Long thì tại điểm cầu truyền hình trực tiếp, thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, chánh văn phòng biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ dự báo, từ đây đến cuối tháng 3 sẽ là lúc đỉnh điểm của hạn mặn, do nó sẽ kéo dài đến tận tháng 6. Chắc chắn tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt sẽ rất nghiêm trọng trong thời gian tới, tác động rất mạnh đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa. Chúng ta sẽ thiếu nước ngọt. Rồi đồng thời có khả năng là bị thiếu thực phẩm, kèm theo đó có thể là những cái bệnh do nguồn nước bị xâm nhập mặn và bị ô nhiễm nó gây ra. Tôi xin hỏi, trước tình hình hạn mặn khốc liệt như vậy, nông dân Hậu Giang theo dõi trực tiếp từ phim trường H1, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang cũng nôn nóng và đặt ngay câu hỏi chất vấn với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về những chính sách giúp nông dân tái đầu tư trong thời gian tới. Trên địa bàn của thành phố Vị Thanh và chúng tôi sẽ hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi cho bà con nông dân. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hệ thống đê, cống, đập và nạo vét các kênh mương để lưu thông dòng chảy cũng như là tích trữ nước ngọt, đảm bảo cái nguồn nước ngọt cho bà con sản xuất. Và đặc biệt trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ có một cái đề án là xây dựng cái chạm hệ thống chạm bơm điện để cung cấp đảm bảo nguồn nước cho bà con trong cái sản xuất nông nghiệp.
những năm tới. Đầu từ năm 1991. Hỗ trợ nông dân vùng bị hạn mặn có điều kiện tái sản xuất trong thời điểm này, theo giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân là phù hợp. Nhưng để bà con nông dân tiếp tục sản xuất được trong thời gian tới, và nền sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không bị tổn thương, kiệt quệ trong 3-4 năm tới như dự báo nếu có sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp. Dưới góc nhìn khoa học, giáo sư cho rằng hạn mặn lịch sử lần này là cơ hội rất tốt để chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. Trong 40 năm qua thì mình vận động bà con sản xuất lúa thì sản lượng bà con nghe theo làm việc. Nhưng mà cái mà mình làm cho bà con không được là làm sao cho túi tiền bà con to lên, mình không làm được. Tôi hy vọng là đây là cái thời buổi mà chúng ta sẽ đổi mới cái tư duy của mình. Mình muốn trồng con gì, muốn nuôi con gì thì có thị trường nó đâu. Đây là cái giáo sư Võ Tùng Xuân cũng cho rằng giải pháp ít tốn kém nhất là mỗi địa phương tìm ra một mô hình phù hợp với biến đổi khí hậu. Trong đó, nhất thiết phải giảm diện tích trồng lúa ở những vùng thường xuyên bị mặn. Tại vùng ven biển nhiễm mặn này, người dân nên chuyển từ chuyên trồng lúa sang mô hình canh tác bền vững như quy trình lúa tôm mà một số địa phương đã áp dụng rất hiệu quả trong thời gian qua. Thưa quý vị, buổi tọa đàm mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức với mong muốn là cầu nối giữa nhà khoa học, nhà nghiên cứu với người nông dân, giúp nhìn nhận đúng hơn về thiên tai, cụ thể là tình trạng hạn mặn, từ đó yên tâm phát triển sản xuất, ổn định thu nhập trong điều kiện của biến đổi khí hậu hiện nay. Cũng tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Võ Tùng Xuân đã khẳng định tình trạng mặn hạn ở miền Tây có thể trở thành cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng bền vững. Những cư dân Hậu Giang có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Phóng viên thời sự có ghi nhận tổng hợp ý kiến của bà con. Mặc dù huyện Phụng Hiệp, Châu Thành không phải là nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mặn, nhưng qua theo dõi cầu truyền hình trực tiếp, nông dân đã cảm nhận sự khốc liệt của biến đổi khí hậu trong thời gian tới qua dự báo của các vị diễn giả. Chương trình đã giúp người dân có cái nhìn đa chiều về tình hình hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, người dân rất tâm đắc trước khẳng định của giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, thảm họa mặn hạn ở miền Tây có thể trở thành cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Những cái vùng nước mặn họ cũng làm kinh tế, họ cũng khá lên được. Cho nên là mình có lẽ là mình cũng phải tập cho từ từ mình thích ứng, rồi mình chuyển đổi theo sự khuyến cáo của các nhà khoa học đó, thì mình nên chuyển đổi cây gì, con vật nuôi gì để cho nó phù hợp. Nếu tiếp tục ngập mặn nữa, cao độ mặn cao hơn nữa thì đó là mình phải là chuyển đổi. Thì khi đó là cam nó chết hết thì mình phải là phá, mình làm lại cái mô hình khác. Ví dụ như là một lúa. Một vụ lúa, vụ tôm cũng như những cái địa phương khác người ta làm thì cái đó là hiệu quả kinh tế là cao hơn là mình làm vườn theo cái kiểu mình ở đây. Do những chia sẻ của các chuyên gia, các nhà khoa học tại điểm cầu truyền hình trực tiếp, cách sống chung với mặn của người dân đã có phần thay đổi. Dù việc thay đổi cây trồng không thể làm một sớm một chiều được, nhưng người dân đã có suy nghĩ về cách ứng phó với hạn mặn trong thời gian tới. Nhà nước cũng đê bao đó, cho nên ngăn mặn thì bây giờ có cái là bà con mình phải xài làm sao, cải tiến khoa học kỹ thuật làm sao mình tưới tiêu cái theo cái phương pháp là làm sao tiết kiệm nước. Có thể mình áp dụng những cái mô hình hiện đại hơn, tưới phun. Nạo vét cá kinh để cho nó sâu để chứa nước, phục vụ cho vụ tới, rồi đồng thời là kiểm tra thường xuyên các con đập, không cho nước mặn tràn vào. Hạn mặn bất thường đến sớm hơn 2 tháng và ngày càng diễn biến bất thường đã khiến người dân không khỏi hoang mang lo lắng. Thế nhưng, sau khi xem chương trình cầu truyền hình, bà con nông dân đang có suy nghĩ phải chung sức và phối hợp với chính quyền địa phương cùng tìm cách để vượt qua thiên tai đặc biệt nghiêm trọng này. Việc tìm ra mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu là vấn đề rất quan trọng để người dân có thể sống chung với hạn mặn. Bởi tình hình nhiễm mặn và hạn hán hiện nay đang diễn biến ngày một sóng đi. Thông tin cụ thể về tình hình này sẽ được biên tập viên Ngọc Như trình bày cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, giống như ở Tiền Giang, Bến Tre cũng là một trong những tỉnh có diện tích cây ăn trái lớn tại đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy nhiên, trong thời điểm này, những vườn cây đang phải đối diện với sự tàn phá dữ dội từ hạn mặn lịch sử. Đặc biệt phải kể đến vùng chuyên canh như huyện Chợ Lách, huyện Châu Thành, vốn chưa từng bị mặn xâm nhập, thì năm nay mặn len lỏi vào đến tận vườn. Hiện tại thì có 9 trong tổng số 11 xã thị trấn của huyện đã bị nhiễm mặn, có nơi độ mặn đo được là 5,2 phần ngàn. Thưa quý vị, theo nghiên cứu, nếu như độ mặn ở mức khoảng 0,5 phần ngàn cũng ảnh hưởng đến cây trồng như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, làm giảm sức sống của cây, gây thiệt hại năng suất. Cùng với đó, các loại cây giống và qua cảnh cũng chịu mặn rất kém, chỉ cần tưới 2 lần nước bị nhiễm mặn từ 0,5 cho đến 0,8 phần ngàn cũng gây nên hiện tượng cháy lá, làm cho cây suy kiệt và chết dần. Tuy nhiên, do không thể lường trước thiệt hại nên một số hộ dân vẫn dùng nước bị nhiễm mặn để tưới, khiến cho 1.000 hecta trong tổng số là 5.500 hecta diện tích bưởi da xanh bị ảnh hưởng. Bởi loại cây này chỉ chịu được độ mặn từ 2 cho đến 3 phần ngàn, trong khi thì độ mặn thực tế là 3 cho đến 4 phần ngàn, có lúc vượt mức 5 phần ngàn, khiến cho cây bị rụng bông và trái. Những biện pháp ứng phó mà bà con có thể áp dụng tức thời ngay lúc này chính là tranh thủ bơm trữ nước khi mà độ mặn dưới 0,5 phần ngàn, ứng dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm hoặc là ủ rơm ở gốc cây để giữ ẩm và tránh thoát hơi nước. Hoặc là cũng có thể làm như một số nhà vườn là cắt bỏ bớt trái trên cây để tập trung cho chất lượng quả. Vì theo dự báo khoảng đến tháng 5, tháng 6 mới có mưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và phải đến tháng 7 thì xâm nhập mặn mới giảm. Thưa quý vị, trước tình hình hạn mặn gây gắt diễn ra trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát số hộ dân bị thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó thì các địa phương cần phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo đảm nguồn nước ngọt, hợp vệ sinh phục vụ cho sinh hoạt của người dân và hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, không để cho người dân bị thiếu nước sinh hoạt, sử dụng nước không phù hợp vệ sinh dẫn tới bùng phát dịch bệnh. Chủ động vận hành hệ thống cống đập, nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy, giữ ngọt, bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, nhất là đối với lúa, vườn cây ăn trái và diện tích nuôi trồng thủy sản. Bản tin xâm nhập mặn với phần trình bày của biên tập viên Ngọc Như cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.